Chào các con, ở bài học trang 27, cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập lý thuyết. Ở bài này chúng ta sẽ ôn lại 3 vị trí nốt nhạc. Đô, rê, mi, fa, son ở khóa fa này. Đô, rê, mi, fa, son ở khóa son đối với đô trung tâm này. Và chúng ta sẽ học một vị trí nốt nhạc mới, đó là phần cao. Đô, rê, mi, fa, son của khóa son ở trên cao nhé. Rồi sau đó các con nhìn lên trên bàn phím này, cô sẽ chỉ cho con ứng với vị trí đô thấp ở khóa pha thì chúng ta sẽ chơi thấp hơn nốt đô trung tâm này. Rồi vị trí đô re mi fa son ở vị trí đô gạch ngang này thì chúng ta sẽ chơi ở vị trí đô trung tâm. Còn vị trí mới mà chúng mình vừa học, các nốt cao của khóa son từ đô re mi fa son thì chúng ta sẽ chơi cao hơn một quãng so với nốt đô trung tâm nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có bài tập là viết ký hiệu nốt nhạc ở các nốt này. Thế thì ứng với các nốt chúng ta vừa được học đô re mi fa son, C D E F G thì các con sẽ điền các chữ cái vào đây ứng với mỗi nốt nhạc nhé. Ở bài tiếp theo thì hãy dịch chuyển những nốt nhạc này thấp hơn một quãng 8 ở khóa son. Rồi sau đó hãy tiếp tục viết những nốt đó xuống khóa pha. Và cuối cùng thì chúng ta hãy chơi những nốt nhạc này và hãy quan sát, nếu mà chúng ta chơi thì chúng ta cố gắng đọc nốt nhạc lên, có thể là đọc chữ cái hoặc chúng ta đọc tên gọi theo tiếng Việt cũng được nhé. Rồi, sau đây thì các con nhìn này, khóa son. Ví dụ nốt này là nốt son mi mi chẳng hạn. Thì khi yêu cầu là mình viết dịch xuống một quãng thì chúng ta cũng viết son mi mi ở quãng thấp nhá, thấp hơn một quãng so với lại nốt nhạc ở khóa son này. Và chúng ta cũng sẽ dịch chuyển thêm một lần nữa xuống khóa pha, thấp hơn một quãng 8 là vị trí son mi mi được viết ở khóa pha. Đó, thì ba vị trí này chúng ta đã học rồi. Cao nhất này, vị trí trung tâm này và vị trí thấp hơn vị trí trung tâm này. Đó, các con ứng dụng các bảng mà chúng ta vừa học ở phía trên xuống làm bài tập thì sẽ chính xác được nhé. Sau khi các con làm bài tập xong thì các con có thể gửi về email trung tâm của cô là trungtamhoangvan@gmail.com để được cô chấm bài, hoặc chúng ta cũng có thể nhờ thầy cô của mình chấm bài cho các con nhé. Tạm biệt các con, cô Hoàng Vân chúc các con làm bài tập này thật tốt. Tạm biệt.